Mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn chuyên về bất động sản tại Sài Gòn nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một miếng đất ở hẻm 160 Nguyễn Nhân Quỳ. Thì có sổ riêng nha mọi người, giá chỉ có 1 tỷ 7 thôi. Thì mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình để được đi xem trực tiếp nha. Thì bây giờ thì mình sẽ xin đưa mọi người đi xem miếng đất giá chỉ 1 tỷ 7, có hỗ trợ giấy phép một trệt, một lầu nha mọi người. Đã đi tới cái vị trí của cái miếng đất ở hẻm 160 rồi đây mọi người. Mọi người thấy ngay ở phía sau lưng của mình. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong và mình đo coi cái diện tích nó như thế nào nha mọi người. Thì đây là cái vị trí mà cái miếng đất của mình. Thì chiều ngang á là 4m và chiều dài thì là 12m, nhưng mà mình thấy ở đây có vẻ là xa hơn và dài hơn 12m. Nhưng mà chủ sẽ bán theo trong sổ là diện tích là ngang 4 dài 12, là giá bán là 1 tỷ 7, vẫn còn thương lượng nha mọi người, sổ hồng riêng. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và mình thử mình đo thử coi cái diện tích của nó có chính xác không nha. Thì cái diện tích thật đó mọi người, mình đo là tới tận 17m lận chứ không phải 12m. Nhưng mà chủ nhà bán là theo sổ là 12m, còn cái phần 5m ở phía sau là sẽ là bán giấy tay, có nghĩa là tặng luôn cho cái người mà mua cái miếng đất này. Thì miếng đất này chiều ngang mình nói lại là ngang 4m và dài công nhận là 12m, nhưng mà sẽ tặng thêm 5m nữa là tổng cộng là ngang 4 và 17, với giá là 1 tỷ 7 còn thương lượng, sổ hồng riêng và được có hỗ trợ xin giấy phép một trệt một lầu nha mọi người. Thì ai mà có nhu cầu mà muốn xem cái lô đất này á thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0983 374537 nha mọi người. Thì video ở đây thì mình xin kết thúc. Chào tạm biệt mọi người ở clip này nha. Bye bye mọi người. Hãy nhớ like ủng hộ kênh và đăng ký theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.